Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngày hôm nay, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn về cách dùng hàm search trong Excel thông qua các ví dụ minh họa chi tiết. Và bạn có thể download file Excel ở link đầu tiên trong mô tả của video này. Nội dung thứ nhất, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn nhanh về công thức của hàm search trong Excel. Hàm search trong Excel là hàm giúp tìm kiếm vị trí của một chuỗi văn bản mà không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Công thức của hàm search gồm 3 đôi số, đó là find text, within text và start num. Trong đó, find text là đối số bắt buộc, đó chính là văn bản mà bạn muốn tìm kiếm. Within text cũng là đối số bắt buộc. Within text chính là văn bản mà trong đó bạn muốn tìm kiếm giá trị của đối số find text. Start num chính là đối số tùy chọn. Đó là số thứ tự của ký tự trong đối số within text mà từ đó bạn muốn bắt đầu tìm kiếm. Và ngay bây giờ mình sẽ đi vào nội dung thứ hai của video này, đó là cách dùng hàm search thông qua các ví dụ minh họa để bạn có thể hiểu nhanh hơn về hàm search này. Ở trong ví dụ đầu tiên, mình sẽ dùng hàm search một cách độc lập mà không kết hợp với hàm nào. Trong bảng Excel mà bạn nhìn thấy, ở đây Đỗ Bảo Nam Blog có một cột văn bản gốc như thế này. Bây giờ, ở ví dụ thứ nhất mình sẽ tìm vị trí của từ Nam trong cái văn bản gốc này. Thì công thức của hàm search bạn viết như sau: bằng search mở mẫu đơn. Đối số thứ nhất của hàm search là find text, chính là văn bản mà bạn muốn tìm kiếm. Như vừa rồi mình có chia sẻ, mình đang muốn tìm kiếm từ Nam trong cái văn bản gốc này, thì find text ở đây chính là Nam. Và ở đây đối số này không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, do vậy bạn có thể nhập chữ thường hoặc viết hoa đều không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm. Vậy, như vậy là xong đối số thứ nhất. Đối số thứ hai là within text. Đây cũng là đối số bắt buộc. Và đó chính là văn bản mà bạn muốn tìm kiếm giá trị của cái đối số within text chính là từ Nam này. Thì within text ở đây chính là cái văn bản gốc này. Vậy, đối số thứ ba là start num. Đây là đối số tùy chọn. Nếu như thông thường bạn tìm kiếm bắt đầu từ ký tự đầu tiên, thì start num bạn có thể điền 1 hoặc không điền gì, sau đó bạn đóng ngoặc đơn của hàm search. Như vậy là đều cho kết quả đúng. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập start num là 1, thì kết quả vẫn là 8. Số 8 ở đây chính là vị trí của cái từ Nam mà mình vừa tìm kiếm ở trong chuỗi văn bản gốc này. Bạn có thể đếm bằng tay, ở đây là 2, 4, 6 và đến từ Nam là đến ký tự thứ 8. Tiếp theo, mình sẽ lấy một ví dụ khác. Ví dụ trong cái tên miền Đỗ Bảo Nam Blog.com. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm chữ O trong cái tên miền này. Thì bạn thấy ở trong cái tên miền này có rất nhiều chữ O. Ở đây mình sẽ gõ công thức hàm search mở mẫu đơn, find text chính là văn bản mà mình muốn tìm kiếm. Như vừa rồi mình có chia sẻ là mình muốn tìm kiếm cái chữ O ở trong cái văn bản này. Do vậy mình sẽ nhập chữ O ở trong dấu nháy kép. Vậy, within text ở đây mình sẽ chọn là văn bản gốc này. Vậy, start num. Ví dụ start num bây giờ mình điền là 1, đóng ngoặc đơn hàm search, enter. Thì bạn thấy kết quả của hàm search trở về là số 2. Có nghĩa là chữ O này là vị trí thứ 2 trong cái chuỗi văn bản này. Nếu như cái start num này mình sẽ bắt đầu tính từ ký tự thứ 3 thì kết quả sẽ khác. Thì bạn thấy kết quả của hàm search bây giờ trả về là số 5 chứ không phải số 2. Có nghĩa là hàm search đã tìm đến cái chữ O thứ hai ở trong văn bản này. Do start num ở hàm search mình đặt là 3. Do vậy hàm search sẽ tìm kiếm bắt đầu từ ký tự thứ 3 trong cái chuỗi văn bản gốc mà bỏ qua hai cái ký tự đầu tiên. Do vậy kết quả trở về ở đây sẽ là 5. Nếu như bây giờ mình đặt start num là 6 thì hàm search sẽ trả về vị trí của chữ O trong chữ block này là vị trí thứ 11. Nếu bây giờ mình sửa start num thành bắt đầu từ ký tự số 12 thì kết quả ở đây nó sẽ tìm ra chữ O ở cái vị trí số 15. Như vậy thông qua hai ví dụ cơ bản này, bạn hoàn toàn có thể hiểu được cách dùng của hàm search cơ bản và cách điền đối số cho đúng, đặc biệt là đối số start num. Tiếp theo, mình sẽ sang ví dụ thứ hai, đó là cách dùng hàm search kết hợp với hàm left. Đây là một trong những ví dụ khá phổ biến trong thực tế. Ở đây mình có cột văn bản, ví dụ ở đây là họ và tên. Bây giờ mình sẽ dùng hàm search kết hợp với hàm left để tách riêng cái phần họ ra khỏi họ và tên. Thì công thức bạn thực hiện như sau. Đầu tiên bạn vẫn phải dùng hàm left để tách các ký tự bên trái. Mình sẽ có left mở cô đơn. Đối số text của hàm left chính là văn bản gốc. Phẩy namcha chính là số ký tự cần tách. Do số ký tự cần tách ở các chuỗi này là khác nhau, do vậy bạn không thể điền một số cố định nào đó cả, mà bạn phải dùng hàm search để tính được cái vị trí của dấu cách này. Thì khi đó bạn có thể biết được số ký tự ở trong cái phần họ là bao nhiêu ký tự. Bây giờ mình sẽ dùng hàm search. Find text ở đây chính là dấu cách. Bạn đặt dấu cách trong dấu nháy kép. Phẩy within text, mình sẽ chọn văn bản. Sau đó bạn có thể đóng mục đơn của hàm search mà không cần điền đối số start num, và đóng mục đơn của hàm left. Enter. Tuy nhiên trong công thức này bạn nhìn kết quả đúng, nhưng nó sẽ tính cả cái dấu cách. Do vậy ở đây mình sẽ trừ đi một cái ký tự dấu cách là trừ đi 1. Enter. Thì bạn thấy đây mới là kết quả chính xác. Và mình sẽ copy công thức xuống dưới. Như vậy mình vừa chia sẻ xong về cách dùng hàm search kết hợp với hàm left. Tiếp theo mình sẽ sang ví dụ thứ 3, đó là cách dùng hàm search kết hợp với hàm len và hàm right. Trong trường hợp này mình sẽ dùng hàm right kết hợp với len và search để tách tên từ cái cột tên đệm và tên ở trong văn bản này. Thì công thức bạn thực hiện như sau. Bằng right mở ngoặc đơn, đối số thứ nhất của hàm right chính là văn bản gốc. Vậy namcha tức là số ký tự cần tách của hàm right. Do số ký tự này là không cố định ở các chuỗi văn bản, do vậy mình sẽ dùng hàm len để đếm toàn bộ các ký tự trong cái chuỗi này. Sau đó mình sẽ trừ đi số ký tự của cái chữ đầu tiên đến khoảng trắng. Thì trong trường này mình sẽ kết hợp với hàm search. Và công thức bạn viết như sau. Len mở ngoặc đơn, đối số của hàm len chính là văn bản. Tức là mình sẽ đếm toàn bộ cái ký tự của chuỗi văn bản gốc này và trừ đi tổng số ký tự từ đầu cho đến cái dấu cách, để còn lại cái tên ở phía sau. Thì ở đây mình sẽ dùng hàm search mở ngoặc đơn. Find text mình sẽ tìm đến cái khoảng cách. Đấy. Within text mình sẽ chọn văn bản. Và start num bạn có thể để trống và mình đóng ngoặc đơn hàm search, đóng ngoặc đơn hàm right. Enter. Như vậy mình vừa tách được cái tên nam từ tên họ và tên ở đây. Bây giờ mình sẽ copy công thức này xuống dưới. Như vậy là kết quả hoàn toàn đúng. Như vậy, ở nội dung video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Blog vừa chia sẻ nhanh với bạn về cách dùng hàm search trong Excel qua các ví dụ minh họa. File Excel này bạn có thể download trong phần link đầu tiên của mô tả video. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Blog, bạn hãy click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và xem thêm những video hữu ích khác. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích khác trên kênh Đỗ Bảo Nam Blog trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bảo Nam Blog và truy cập vào website dobaonamblog.com. Tại website này, Đỗ Bảo Nam Blog có rất nhiều thông tin hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thủ thuật máy tính, style browser, vân vân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.